Và bây giờ thì hãy cùng với Tuyền Tăng và Đại Nghĩa đến với khoảnh khắc đáng nhớ tiếp theo của người bạn sau đây nhé. Xin mời. Xin chào em. Một tràng vỗ tay dùng cho bạn ấy nào. Xin chào mọi người. Em tên là Nguyễn Đức Trung. Em học lớp 9.1 trường UK Academy. Em sẽ chia sẻ câu chuyện của em là về niềm đam mê nhảy. Niềm đam mê nhảy. Dạ vâng. À, mời em, bắt đầu. Là mọi chuyện bắt đầu từ lúc cỡ tháng 4 năm ngoái. Khi chúng ta là thi xong hết rồi thì mọi việc đều ai nấy cũng rảnh hết. Chị em là người đã nói với em rằng: ê, Bu là tên ở nhà của em nha, đi học nhảy đi. Chị thấy em ở nhà phí thời gian quá. Thì lúc đầu em cũng đi thôi. Em kiểu đi cho vui, đi cho biết, với lại đi để chị em đỡ bị buồn. Nhưng mà ai ngờ lúc đi xong em thấy vui quá, hứng thú quá. Rồi từ đó trở đi em tập nhảy được cỡ 8 tháng rồi. Và mỗi khi em nhảy á, em đều cảm thấy rất là hứng thú và muốn được nhảy thêm. Thì trước đó em là một cô bé rất là nhút nhát, sợ đám đông. Và sau khi em nhảy á, em lại tìm thấy một cái sự tự hào cho bản thân để có thể kiểu express cho mọi người, để có thể thể hiện cái ấn tượng cho mọi người. Điều đó giúp cho em không cảm thấy bị ngại nữa, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Và cũng nhờ có chị em thì em mới có được như hôm nay. Và điều đó rất là có ý nghĩa với em. Chị cũng đã là một kiểu gọi là stylist cho em. Chị em là stylist cho em luôn. Vậy là cái kiểu tóc này là do chị luôn đó hả? Chắc là bình thường chị đấy muốn cột tóc về mà cột không được, cho nên là suối em làm vậy đúng không? Dạ, có một câu chuyện riêng cho kiểu tóc em luôn. Sao kể luôn được kể không? Luôn. Kiểu tóc em hồi xưa á, khi em mới sinh ra em khó nuôi lắm. À, thời mùa rất là khó nuôi, cho nên mẹ em đưa đến cho thầy chùa. Thầy chùa kêu em để tóc. Mà đó, lúc đó em chỉ để một cái kiểu chậm tóc nhỏ nhỏ tí xíu thôi. Nhưng mà bây giờ kiểu không biết như thế nào mà giờ thành kiểu này luôn. Kiểu này luôn. Nó một cách style riêng của em luôn rồi. Dạ, giờ style riêng luôn rồi. Thiệt ra là em định cắt tóc lúc 18 tuổi. Ai cũng nói em cắt tóc đi, nhìn lụm thủm á. Nhưng em nói là không, đây là kiểu tóc của mình. Đây là cái chất riêng của mình. Bây giờ muốn nói gì với chị nè, chị đang đứng bên dưới. Muốn nói gì với chị ngoài lời cảm ơn? Sao? Sao? Giờ Bu xin chúc mừng Sao vì đã đậu đại học chưa sau mong ước. Thì giờ hai chị em mình chắc được ở bên nhau tầm 4 tháng thôi. Bởi vì Sao đi 2 năm xong mới về. Trời, chắc Sao nhớ Sao á. Cho nên á, Bu muốn gửi Sao kiểu thứ nhất là lời cảm ơn. Hai là trong lúc đi đại học á thì ráng sống tốt, mạnh khỏe, với lại tìm được cái niềm đam mê thật sự, niềm muốn làm ngoài việc hát ra. Mà thiệt ra em với chị em cũng rất đam mê nghệ thuật. Thì em là thích nhảy, còn chị em là thích hát. Vậy thì bây giờ anh muốn hỏi thăm nè, tên là Sâu hả? Dạ. Sâu là tên ở nhà phải không? Thôi mà bây giờ mình gọi tên thiệt của là... chị em đi. Chị em là tên là Hằng Nga. Hằng Nga, trời ơi, hàng chi đẹp quá trời. Nga ơi, tại sao lúc trước mình lại hướng cho em trai của mình là đi học nhảy mà không phải là một cái gì khác? Đầu tiên thì thiệt ra là con không phải chỉ mang em con đi học nhảy chỉ vì con thấy chán đâu, mà thiệt ra là con đã thấy em con tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường và thấy em rất là linh hoạt trong các động tác cũng như là có khả năng ghi nhớ rất là tốt. Nên là con nghĩ là tại sao mình lại không khai quật cái tài năng này của em mình. Nên là em, con mới rủ em đi học nhảy để khám phá thêm về khả năng của bản thân em. Mà may mắn là em cũng có một chút tố chất trong cái lĩnh vực này. Và cái điều này nó bắt đầu từ đâu? Từ khi hai chị em còn nhỏ chơi thân với nhau luôn hay sao? Thì đó là cái chuyện mà gắn kết giữa hai chị em nó đến với tụi con một cách rất là tự nhiên. Và đồng thời cái điều mà tụi con cảm thấy đồng điệu với nhau nhất có lẽ là niềm đam mê với âm nhạc. Tức là mình sẽ tìm ra được một cái điểm chung nào đó giữa hai người ha. Ngoài cái việc là mình sẽ cảm ơn chị mình vì đã hướng mình đến một cái bộ môn mà sau đó mình mới phát hiện là mình yêu thích, thì cái ý nghĩa lớn hơn của cái việc là mình tự khám phá bản thân của mình á, nó như thế nào? Bởi vì đây là cái điều rất là quan trọng dành cho tất cả các bạn ở độ tuổi này luôn. Đôi khi chúng ta sẽ không biết mình thích cái gì hết, mình không tìm ra được cái niềm đam mê thật sự của mình.
Vậy thì với một cái người mà khi đã tìm ra được một cái niềm đam mê mà mình cảm thấy nó là thật sự của mình á, nó có ý nghĩa như thế nào? Hãy chia sẻ điều đó cho tất cả những người bạn của mình nha. Dạ. Mọi người ơi, vậy giờ mọi người biết lớn lên mọi người làm nghề chưa? Đây. Chưa đúng không? Câu này rất quan trọng nha. Vậy thì bây giờ mấy bạn có nhiều thời gian không? Có nhiều thời gian rảnh không? Mấy bạn thi xong rồi có nhiều thời gian rảnh đúng không? Thì tại sao tụi mình không xài những thời gian rảnh đó để tụi mình đi khám phá? Mình đi khám phá mọi thứ như là thể dục thể thao nè, nhảy nè, hát nè. Ai ngờ có thể tìm ra niềm đam mê của mình thì sao? Thì mình cũng vậy á. Nó cũng là một trong những lý do mình cũng tham gia Thiếu Niên Nói này luôn, để chia sẻ với các bạn rằng mình còn trẻ tuổi thì mình nên dành những thời gian đó để có thể trải nghiệm hết tất cả. Hồi nãy bạn Bu có hỏi là các bạn có nghĩ rằng lớn lên mình đã làm nghề gì chưa? Anh có nói ngay rằng đây là một câu hỏi rất là quan trọng và rất là hay đó. Vậy thì Tuyền, hồi bao nhiêu tuổi thì em nghĩ rằng mình lớn lên mình sẽ làm công việc gì đó mà em thật sự theo đuổi? Thật ra là em có một may mắn là từ hồi nhỏ là hay đọc báo, xong rồi xem thời sự trên truyền hình là đã ước mơ trở thành người dẫn chương trình rồi. Nhưng mà lúc đó là kiểu chỉ là thấy thích, thấy thích rồi thôi nha. Đến khi lúc lớn rồi thì cũng đúng như bạn có chia sẻ là mình tận dụng cái thời gian đó, cái thời gian rảnh sau khi mà mình thi đại học xong á, rồi có sự hỗ trợ động viên từ mẹ, mình mới đăng ký tham gia câu lạc bộ người dẫn chương trình. Thì khi mình tham gia, mình ở trong một cái cộng đồng có anh chị em bạn bè cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giúp đỡ, biết cái gì chỉ cái đó, thấy cái cuộc thi gì thi thì mình đi theo. Cái bắt đầu từ đó là cái giấc mơ nó nuôi dần lên và ngày hôm nay có cơ hội được đồng hành với anh Đại Nghĩa ở Thiếu Niên Nói. Đó, các bạn nghe câu chuyện của chị Tuyền, các bạn cũng thấy là từ nhỏ thì chúng ta cũng đã phải có ý thức, ngay cả bằng tuổi các bạn bây giờ nè, là mình phải ý thức là mình thích cái gì cái đã. Mà để biết mình thích cái gì thì giống như nãy Bu nói là mình phải trải nghiệm, dùng khoảng thời gian rảnh của mình học đi, tham gia đi các câu lạc bộ đội nhóm tiếng Anh cũng được, hoặc là tham gia vào các câu lạc bộ thể thao cũng được, nghệ thuật cũng được. Biết đâu sau những cái ngày tháng mình tham gia đó, mình sẽ tìm được cái niềm đam mê thật sự của mình thì sao nha. Cảm ơn câu chuyện của Bu. Đây là một câu chuyện thật sự truyền cảm hứng đó. Dạ, và em có một câu nói em rất là tâm đắc khi học, rồi nó thể hiện đúng cái ý nghĩa của mình luôn. Đó là câu nói là đừng sống vì thói quen, hãy sống vì những trải nghiệm của mình. Bây giờ mình hỏi bạn có khỏe không? Khỏe. Ok, mình cũng khỏe cho nên bây giờ mình sẽ tặng các bạn một bài nhảy. Trời ơi. Yeah. Okay.